Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của shop Lan Hương, shop Tuấn Hương chuyên hàng di chính hãng nhé. Hôm nay thì lại tiếp tục lên báo giá cho mọi người một lô giày xả hàng hiệu mới nha mọi người nhá. Hàng này thì hôm nay sẽ xả cho mọi người giá tốt. Mọi người mua hàng bên em thì xem đến cuối video nhé mọi người nhá. Bên em hôm nay sẽ xả cả hàng nam hàng nữ tập trung thành một video luôn, bởi vì là đợt này không có nhiều hàng để tách riêng ra đấy, bởi vì đợt này nhập về toàn hàng đẹp thôi ạ. Thì hôm nay em sẽ lên mã luôn để cho mọi người xem. Mọi người mua hàng thì chuyển khoản đối với cả hàng xả mọi người sẽ chuyển khoản hết là mọi người nhá. Và sau khi mà mọi người chuyển khoản xong thì là em sẽ gửi hàng xong thì là mọi người kiểm tra hàng thoải mái nhá mọi người nhá. Và đối với cả hàng xả này thì là nhà em không cho quay đầu đâu mọi người nhá. Mọi người trước khi mua hàng em sẽ chụp ảnh đầy đủ để gửi cho mọi người xem. Đấy, và mọi người đồng ý ok thì em gửi hàng. Còn nếu không thì là nhường sự may mắn đi cho người khác mọi người nhá. Đến với cả một đôi đầu tiên, đôi này có mã là 512 size 41 nhá. Đôi này thì hiệu là Rockford. Lót bên trong vẫn là nguyên bản của Rockford luôn mọi người nhá. Và đôi này thì số series, thông số mọi cái vẫn đầy đủ hết, nét nè nẹt luôn mọi người. Đôi này giày lười size 41 nhưng mà form này chắc phải 42 mới đi được ấy mọi người ạ. Form khá rộng. Mã là 512 size 41 nhá. 41. Form này 42 đi ok nhá mọi người nhá. Và hôm nay trên live em xả cho mọi người đôi này là 250. 250 mọi người nhá. Lên cho mọi người một đôi Adidas cổ cao, mã là P22 size 41 nhá. Hôm nay trên live xả cho mọi người đôi này 150. Anh nào có con ấy thì có con trai ấy đi đôi này rất là đẹp nhá, mặc quần bò đi học rất là phù hợp. Đấy. Hôm nay em xả cho mọi người đôi này 150, đôi này thì mới nhá. Mới. Không hề lỗi lầm hở keo cùng gì đâu mọi người nhá. Đây là mã P22 size 41 năm xả 150. Đau hết cả họng luôn mọi người. Alo. Dạ. Cái gì anh? Ừ. Có, nhấn số tài khoản đi ạ. Ừ. Tiếp theo nhá, một đôi có mã là Q16, size này là size 40.5. Đôi này hôm nay trên live xả cho mọi người 100 nhá. Xả 100. Giày rất mới, đôi này thì cũng có sơn lại đế nhá. Đế rất mới, không hề mòn nhá, cái thứ gì cả mà nó chỉ sơn làm cho đôi giày trông nó trắng hơn thôi một chút mọi người nhá. Chứ còn đôi này thì không hề lỗi lầm gì đâu mọi người ạ. Rất là mới, xả 100. Tiếp theo một đôi đến từ thương hiệu Undermount. Giày này thì là hiệu của Hàn. Đôi này thì là form nữ nhá, giày nữ mọi người nhá.
Đôi này thì có mã là Una U67 nhá, size 375. Đôi này xả cho mọi người hôm nay trên live còn 100. Xả 100. Màu đen nhá, đôi này nếu mà để chạy bộ thông thường thôi thì là đi rất là thích. Adidas nhá. Đế put này xả cho mọi người giày nữ nhá. Hôm nay trên live xả cho mọi người 50.000. Em chả biết mã bao nhiêu. Hàng made in Việt Nam, size 385, form nữ, xả cho mọi người 50 nhá mọi người nhá. Tiếp theo em lên cho mọi người một đôi cao cổ bên trong là lót lông nhá, kiểu này là cũng là của Hàn nhé. Đôi này thì bị mất mất một bên dây rồi. Nói chung là em sẽ thay cho mọi người một bộ dây khác màu ghi luôn để cho nó phù hợp với cả cái đôi giày này nhá. Mã là U16 size 38, xả cho mọi người đôi này cũng là 50.000. Xả 50.000. Rất mới, chả hề lỗi lầm gì đâu mọi người ạ. Nhưng mà cái đôi này nó gì nhỉ? Nó lẻ size lẻ số với cả form form này là form kiểu con gái. Con gái đi ấy. Thành ra là hàng nhà em mà hàng nữ mấy cái form kiểu như này bán khá chậm, thành ra là cũng xả bỏ luôn cho mọi người. Bác nào lấy thì lấy, bên trong rất ở bên trong là lót lông nhá, rất là ấm ấy. Đôi này thì là giày lười nhá mọi người, phun da. Để kiểu mõm của nó thì là mõm vuông. Đấy, đôi này thì khá là mới, da rất là xịn sò mọi người nhìn này. Đế cũng vậy nhá, hiệu là Múc, giày này là của Hàn nhá. Mã là H77, size 40,5. Form này chắc 41 vẫn đi được ấy, khá là rộng. Đôi này thì xả cho mọi người là 200, 200 mọi người nhá. 200 đôi này. Tao với cả họng không có sức để mà nói to luôn ý. Thành ra nói bé cho mọi người vẫn nghe tiếng. Mọi người mở tiếng to lên giúp em nhé. Hôm nào đỡ đỡ thì em sẽ lại gào to hơn. Tiếp theo lên cho mọi người một đôi giày có mã T1 size 45. Đôi này bán cho mọi người là 300. Đôi này xả 300 rất là mới nhá. Đôi này thì rất là mới. Và cái màu của nó thì là màu nâu đỏ, nâu gụ ấy mọi người. Size là 260. Mã T1 size 40,5. Form này 41 đi vẫn ok, xả 300. Hai chiếc khác nhau. Nhầm. Đây mới là một đôi mọi người nhá. Đây là một đôi. Đấy. Đây là xả 300. Tiếp theo một đôi giày lười mã D33 size 41.
Tụi này hôm trước xả 400, hôm nay trên live cũng xả cho mọi người là 300 luôn. Đồng giá luôn. Đồng giá. Xả 300. Đôi này thì giày lười nhá. Rất là mới. Có hai chữ C lồng vào nhau. Hai chữ C lồng vào nhau giống như kiểu Chanel ấy, nhưng mà đôi này không phải nhá. Đôi giày da hiệu là Hoots Puppus. Chả biết là của nó là đây, số series đây mọi người. Thông số vẫn còn rất là nét nhá. Giày này là hiệu của Hàn mọi người ạ, Hàn nhá. Mã D33 size 41. Form này 42 đi ok, xả 300. Một đôi giày phun da dáng thể thao thắt dây. Đôi này có size là 265 nhá, 265. Đôi này xả cho mọi người 265 là size 41 nhá mọi người, nhưng mà form này 41,5 vẫn đi được. Khá là rộng. Đôi này xả cho mọi người 300 mất mã rồi. Bác nào thích thì chụp ảnh gửi cho em qua Zalo nhá mọi người nhá. Ưng mã này thì chụp ảnh không gửi cho em qua Zalo. Tiếp theo một đôi van giày hiệu của nữ đế bằng, mã U35, size 35, xả 50. Xả cho mọi người đây là 50k. Hôm trước em xả khách mua 6-7 đôi lận. Một khách mua 6-7 đôi. Xong khách nhắn tin là hàng xả nhưng mà đẹp lắm em ạ. Cảm ơn shop cái gì ở đây mở lại tin nhắn cho mọi người xem. Nói chung là hàng xả nhà em thì rất là đẹp, mọi người mua hoàn toàn yên tâm. Chú nhận được giày rồi, hàng khá đẹp nhá. Nói chung là nhiều tin nhắn kiểu dạng như này lắm nhưng mà em ít chụp lại lắm, tại vì là đây, nhận hàng rồi, shop đủ 6 đôi nhé, rất ưng, hàng sale nhưng mà rất đẹp nhá, thanh shop. Cảm ơn shop đấy. Nhiều tin nhắn mọi người phản hồi lắm nhưng mà em không có thời gian để mà chụp lại luôn. Thế nên là mọi người mua hàng nhà em rồi ưng ý thì mọi người có thể là giới thiệu cho em nhé mọi người nhé. Giới thiệu khách xem là bạn bè mình những ai mà có nhu cầu mua hàng si thì mọi người cứ bảo liên hệ với em nhé mọi người nhé. Tiếp theo một đôi giày dáng thể thao. Đôi này thì Nike Reject. Để xem size bao nhiêu. Đôi này màu rất là đẹp nhé mọi người. Đôi này thì có size là 40 nhá, form nam. Xả cho mọi người đôi này là 100. Không lỗi lầm gì nhá. Cái màu rất là ok nhưng mà gần cuối live rồi còn có mấy đôi thôi. Thành ra là xả cho mọi người đôi này 100. Bác nào lấy thì nhớ giúp em. Một đôi giày tây đôi này mã D19 size 41 nhá, made in Italy. Xả cho mọi người đôi này 250. 250 đây này. Tiếp theo mã là B34 size 42. Đôi này xả cho mọi người là 300. Mũi nó khá là dài và thuôn nhá. Form này thì là 42 hoặc là 425 đi vẫn được nhá. Xả cho mọi người đôi này 300. Rất mới. Rất mới mọi người nhá. Đấy. Lót bên trong em mở cho mọi người xem. Này, mới cứng luôn. Đấy, thành ra là đôi này cũng không thể nào mà giảm được tốt hơn luôn. Đôi này là giá 300 mọi người nhá. Bác là mua hàng thì
chuyển khoản trước giúp em. Hàng xả mọi người lưu ý là không quay đầu. Đối với cả hàng xả là em sẽ không cho quay đầu mọi người nhá. Đôi này thì là tiếp theo lên cho mọi người một đôi cuối cùng trong video ngày hôm nay nhá. Đôi này là hiệu của Hàn, Made in Korea. Có size là 425 nhưng mà con này 43 đi ok nhá mọi người nhá. Chồng em chân 42, size 270 nhưng mà đi đôi này khá rộng. Má là H6, size 245. Đôi này xả cho mọi người là 300. Xả cho mọi người đôi này 300. Nó thiết kế là kiểu rất là thoáng ở đây này. Đấy, đi rất là thoáng chân, nó dày lười đấy bằng nhá, Made in Korea. Đôi này xả 300. Má H6. Size 42,5 hoặc là 43 đi ok. Chân chồng em đi 270, chồng em bảo là đôi này phải 43 mới đi được mọi người nhá. Thế nên là anh nào mà chân to hoặc là size 43 hay đi size 43 thì mình lưu ý nhá. Chọn size cho đúng, tại vì hàng nhà em hàng xả thì là em không cho quay đầu mọi người ạ. Hạn chế không cho quay đầu. Và không đổi trả, mọi người có đi chật đi rộng ấy thì là mọi người cho biếu tặng giúp em nhá mọi người nhá. Bán lời lãi trả được bao nhiêu, thậm chí là xả như này còn lỗ mà lại còn cho quay đầu nữa thì chết dở mọi người nhá. Thế là mọi người lưu ý và thông cảm giúp em. Rất là nhiều khách mà đã mua hàng xả nhà bên em rồi thì mọi người biết chất lượng như nào rồi đấy. Thành ra là vừa đẹp đi vẫn ok mà giá thì lại rất là tốt. Đấy, mọi người em xin phép là dừng video ở đây nhá. Mọi người xem hàng nhà em thì chốt đơn, nhắn tin, inbox, gọi điện cho em qua số Zalo 0987785608. Mọi người đừng quên là bấm kênh theo dõi của shop Tuấn Hương nhé, shop Lan Hương để theo dõi những video mới nhất mọi người nhé. Em chào tất cả mọi người, bye bye cả nhà mình nhé.